bao lì xì. Rồi là gì? Là gì tự nhiên sao ta hiểu được? Treo trên cây, lấy xuống, lấy tiền ra. Qua luôn, tiếp. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Christy thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. 3 phút bắt đầu. 2 từ, ngày Tết người đầu tiên vô nhà gọi là gì? Phong tục gì? Bỏ qua. 4 chữ, có cây bút vẽ lên một bức tranh màu đỏ. Qua luôn. Tiếp luôn. Tết thì mình có nhang nè. Qua luôn. Trời ơi, cái này mà quá thiệt. Qua luôn. Trái cây cầu dừa đủ xài gọi là cái gì? 3 chữ nè, bài biện ra nè, cầu dừa đủ xài nè, cúng kiến nè. Trên cái mâm hả chú? Đúng rồi. Tiếp, mâm gì? Phạm Quy, em nói dính chữ mâm rồi. Có bao lì xì. Gọi là gì? Là gì tự nhiên sao ta hiểu được? Treo trên cây, lấy xuống, lấy tiền ra. Qua luôn, tiếp. Dọn dẹp lại vòng xung quanh. 4 chữ. Nè con nhìn nè, sơn tường nè, dọn dẹp nè, để cái bình bông lên đây nè, để trang trí nhà cửa. Đúng rồi. 5 chữ, có một con cá chép. Đưa ông cháu về chơi. Đúng rồi. Con làm gì mới được lì xì? Chúc Tết. Đúng. Cái câu hỏi khi nãy mà chú Đạt mới hỏi, Money, màu đỏ. Lì xì. Đúng, 30 Tết. Đếm 5, 4, 3, 2, 1. Thời khắc đó là gì? 3 chữ. Hầu qua đi. Mới nói. Bum. Bánh pháo hoa. Đúng, có 3 chữ luôn nha. Những ngày Tết mày hay làm gì? Mua thịt, mua cá. Mẹ đi, mẹ phải đi, mẹ xách xe mày đi. Đi nè, Phạm Quy đây nè. À, có trống, ông địa là gì? 2 chữ, đội một cái đầu rất là to. Hết giờ, cảm ơn các con. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.